Không, tôi nhìn cái mặt này chắc không có nhậu đâu. Có không? Nhậu thì em biết nhậu. Nhưng mà em không quá là nhậu nhiều. Cái ví dụ như và các mối quan hệ giữa bạn bè đồng nghiệp, ví dụ như giả sử như là sinh nhật công ty, sinh nhật quý hay tháng gì đó thì có thể thì em sẽ đi. Nhưng mà giả sử như hôm nay, và giả sử mà đồng nghiệp mà bảo là ê mày hôm nay mới lãnh lương đi nhậu là em không bao giờ. Và là tiệc tùng gì đó lâu lâu thì có, đúng không? Dạ. Dịp gì thì có. Rồi, có hình không? Có hình không? Cho chị mượn xem hình của hai bạn. Đây. Kiếm ảnh đi. Đâu, anh nào? Dạ, anh này. Tại sao chọn anh đó? Thấy sáng sủa đẹp trai. Sáng sủa đẹp trai, mê trai đẹp nè. Đâu, chọn ra cổ chưa? Ai? Dạ, chắc là đây ạ. Tại sao chọn cô đó? Tại vì cũng đẹp gái cũng và em cũng có cảm giác là bạn có cảm giác. Thấy có ba cô đó, cô nào cũng đẹp hết trơn mà chọn ngay cái cô đeo mắt kiến hay ha. Rồi, xin mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim, còn gì thắc mắc nữa không? Mà sao nhìn hoài tấm hình đó vậy? Ôi, ông muốn tôi gả anh đó cho hả? Sao em? Em thấy anh chúng anh em chọn không? Dạ không. Trớt quớt rồi. Hay nha. Ba cô đều đẹp, hai cô kia cũng dữ dằn lắm. Ba cô mà chọn ngay cô đeo mắt kiến là hay nha. Chắc thích đeo mắt kiến giống mình nè. Thấy sao? Em thấy anh cũng dễ thương. Không có đẹp trai bằng cái anh chọn trong hình không? Chắc thua ảnh rồi. Dạ thua. Giờ muốn anh này hay muốn cái anh trong hình để tôi đi kiếm ảnh? Em cho bạn gái em cái số điện thoại của cái anh trong hình coi. Thực ra thì đó, anh đó đó. Dạ, có người yêu chứ chưa, người, chưa yêu chưa có vợ. Thôi tặng quà đi, bỏ qua đi. Tao không có chọn đúng em rồi, chia buồn với em nha. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu câu chuyện. Cho hai bạn thời gian riêng trước để tâm sự với nhau. Chị Tường ra ngoài rình mà thấy khó quá chị Tường. Nhưng ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình hẹn hò. Và ngày hôm nay cặp đôi của chúng ta là ai đây? Một bạn trai, chà, rất cao ráo. Đằng sau chiếc mặt nạ ấy chắc là một gương mặt khá điển trai. Còn cô gái thì bây giờ phải ra mời vô mới biết được. Rồi, chào em gái, đi vô theo chị nha. Rồi, mời hai em tháo mặt nạ ra. Chị mở cho. Rồi, chào bạn trai. Hai người vào vị trí rồi, bây giờ giới thiệu lớn lên nè. Mời em trai. Em xin chào chị Cát Tường, em chào chương trình và quý vị khán giả. Em tên là Hà Tiến Hải, em năm nay 28 tuổi và em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại công việc của em là kỹ sư cơ khí chuyên về thiết kế. Tại đang sống với ai? Dạ, em đang sống với ba mẹ. Dạ. Sống ở đâu? Dạ, ở quận Thủ Đức ạ. Quận Thủ Đức. Dạ. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Kiều Anh ạ. Năm nay em 25 tuổi, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Tiền Giang ạ. Quận mấy em? Dạ, quận Phú Nhuận ạ. Gần xịt, chạy 15 phút tới rồi. Xuống Tiền Giang miền Tây chơi lần nào chưa? Dạ, nhiều rồi chứ ạ. Ok, gần mà, Tiền Giang mình đi cũng có 7-80 cây số đúng không cưng? Dạ. Miền Tây nhiều cái vui lắm, ăn uống cũng ngon, khí hậu mát mẻ, người dân hiền hòa, đúng không? Trái cây ngon. Em có những gì nổi trội giới thiệu coi nè. Dạ, em thì là một người là biết lắng nghe, biết chia sẻ đối với những người xung quanh. Bên cạnh đó thì em cũng có những cái điểm yếu, tức là em trước là em hơi nhát gái, hơi tự ti. Cho nên là nói chuyện về lần đầu với bạn nữ thì cũng hơi run. Khi mà nói quen rồi, mình thân rồi thì mình sẽ hết run. Ngoài những cái khuyết điểm tự ti ra thì em nghĩ là bản thân em thì nó không còn gì. Thì cái tự ti đó là nó ảnh hưởng tới cái cách nói chuyện trước đám đông. Thì em ngại nói chuyện đám đông lắm. Hít thở thật sâu vô chứ nãy giờ thấy cũng lắp bắp lắm, là cũng líu lưỡi lắm rồi đó nha. Rồi, thế bên đây sao? Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, thích chăm sóc cây, cỏ, hoa lá hẹ. Khuyết điểm thì em hơi ít nói. Bề ngoài thì rất là khó gần, nhưng mà khi mà quen với nhau rồi á thì dễ gần. Dạ đúng rồi, hay bung lụa. Tình trường trước giờ là hồi đi học đến giờ thì chỉ tập trung học thôi, cho nên là thực tại thì cũng chưa có mạnh tình hot vai nào cả. Chà, sao cái chương trình này của mình càng ngày càng có nhiều chàng trai mà trong trắng trinh nguyên đến với chương trình quá vậy ta. Trời ơi, có bị lời nguyền gì không mà sao nó kỳ lạ vậy? Dạ, em cũng thấy cũng lạ lắm chị. Thì chắc là do cái bản tính em nó nhát, cho nên là chính nó ám em từ hôm đó đến giờ. Mà em chưa bao giờ thích ai, hay là có thích mà không dám theo cua người ta? Dạ, đó là có thích mà không nói. Các ba ra đơn phương chị. Trời ơi, đơn phương con trai hay đơn phương con gái? Dạ, con gái chị. Có khi nào nhìn thằng bạn trai nào mà thấy thích thích nhớ nhớ chưa? Dạ, không bao giờ chị. Chắc cú hôn. Chắc luôn.
Em chắc chắn 100%. Trời em là thẳng 100%. Thẳng 100%. Dạ vâng. Bên đây sao cưng? Không có gì khai thác, buồn quá, qua tới em. Em cũng chưa có mối tình nào. Rồi xong luôn. Cái gì ký giấy? 25, 28. Trời ơi, 25 năm qua em đi đâu? Không có một ai để ý hay là có để ý mà mình không thích? Có để ý mà em không thích. Em đã từng thích chàng trai nào chưa? Đơn phương. Đơn phương thì có sai mắn vậy anh. Có nói cho người ta biết là mình thích người ta không? Dạ không ạ. Em mà chỉ định gì nào lấy vợ? Em thì cũng chỉ 2 năm nữa. Tìm hiểu hoài, vạch lá tìm sâu chi cho nó ra sâu bọ không? Về ở nhau rồi mình vun đắp tiếp, ăn thua con người mình trong gia đình có đạo đức, có trách nhiệm. Quen nhau gì tìm hiểu 7-8 năm lấy về ly dị vẫn ly dị như thường. Cho nên chỉ cần thấy được là lấy cho rồi, đừng có để lâu nữa. Nhớ không? Phi hoài tuổi thanh xuân. Dành nhiều thời gian lên xuống biết gia đình hai bên rồi tìm hiểu. Ăn thua là tìm hiểu cha mẹ gia đình người ta như thế nào, đạo đức nhà người ta ra sao, cách người ta đối xử với những người xung quanh như thế nào. Chứ nhiều khi trước mặt mình người ta tốt như mình, sau lưng người ta chửi cha mắng mẹ, không chơi với ai được hết thì người đó mình né. Kỹ chưa chắc là lâu, mà lâu chưa chắc là kỹ. Đó là kinh nghiệm á, tại thấy hai đứa ế chị mới truyền kinh nghiệm nhiều vậy. Chứ nếu hai đứa có tình trường chị đâu nói nhiều vậy đâu. Giờ muốn tìm người bạn gái thì sao, người vợ tương lai thì sao? Dạ, mẫu bạn gái của em thì đơn giản thôi chị. Thì về tính cách ấy, thì chị biết chịu thương, chịu khó, biết quan tâm, chăm sóc gia đình, chia sẻ cảm xúc cho nhau. Khi mà gặp khó khăn ấy, thì không có nên là nóng vội hoặc là nhanh chóng nhận xét này, mà mình phải cùng nhau gỡ cái nút thắt đó. Còn về ngoại hình thì cũng không, chỉ thấp hơn em khoảng nửa cái đầu là được rồi. Cười thì tươi. Cười cái cây tươi gì nữa? Có thể cười tươi chưa như má lúm đồng tiền như chị Cát Tường đây này. Cười cái coi, không có má lúm đồng tiền. Có điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Đôi lúc là quá là xen vô cái chuyện cá nhân mình quá, thì đôi lúc em cũng không, tức là một cách thái quá thì em cũng không có. Cách thái quá, ví dụ cụ thể là như cái gì là em không thích? Mình ví dụ như giả sử mình có đi quan hệ với lại các cái mối quan hệ trong xã hội á, thì ví dụ như là bạn bè mình nó khó khăn mà mình cần nó cần mình giúp đỡ thì mình giúp đỡ, nhưng mà ví dụ như bạn như người đối phương của mình lại thấy khó chịu vì điều đó, lại cứ thường xuyên là ấy, mặc dù là mình cố giải thích giải thích cho bạn gái của mình là như thế này như thế kia, bạn gái lại cứ cố chấp như vậy thì em đúng là những cái mối bạn bè giao tiếp xã hội mà thật sự cần giúp đỡ. Dạ, vâng. Thì em là em có thể cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Dạ vâng ạ. Mà thường gái mà nghe bạn trai mình mà cho, hay chồng mình mà cho mượn tiền thấy không vui rồi. Dạ. Mà có tiền cho mượn. Dạ. Nói chung là có để đủ để mà giúp đỡ. Dạ vâng. Tất nhiên là trước khi mà mình cho mượn có nghĩa là mình cũng sẽ chi tiêu đủ cho vợ con mình rồi mình mới cho mượn, đúng không? Dĩ nhiên rồi. Ủa rồi sống lấy nhau về sống ở đâu? Có cần làm dâu không? Nếu thích làm dâu thì cũng được, còn nếu không thích ở riêng thì cũng được. Tại vì ba mẹ em rất khá là dễ tính, tức là không có bắt buộc là phải con dâu là phải ở chung với ba mẹ. Mà có ông bà ở chung sướng lắm, có đi đâu chơi quăng con lại cho ông bà coi. Chứ bây giờ ôm con nhỏ là khỏi đi đâu luôn á, chứ đừng có nghe bây giờ mà cái chuyện thôi tôi không làm dâu, thôi không ở rể đâu, ở rể nhục lắm, cái đó xưa rồi. Bây giờ ở rể sướng lắm, mà bây giờ làm dâu cũng sướng lắm nha. Nhưng mà thí dụ không ở nhà ba mẹ rồi ở đâu? Dạ thì có thể là mình ra thuê ở chung cư, ở chung cư cũng được. Thì chung cư đâu ở vậy, nói chuyện nghe ngon vậy cha, mạnh miệng quá vậy, chung cư đâu? Thì chung cư thì mình thuê thì có thôi. Trời ơi, làm tôi tưởng đâu có nhà rồi, tôi hỏi. Có kế hoạch gì để mua nhà lập nghiệp, an cư lập nghiệp riêng không? Thì đương nhiên thì về công việc thì em sẽ cố gắng nhiều hơn. Bởi vì em cũng là một người là gọi là có tham vọng, tức là luôn luôn tiến thân vào công việc để mong được có được những cái thăng tiến trong công việc. Em luôn một phát 29 tuổi mà chưa có vợ, là chưa có hề tốn đồng bạc nào để mà hẹn hò đi chơi với con gái trơn cái trọi á. Vậy số tiền nó nằm ở đâu, tích lũy trong 20 mấy năm qua có tiết kiệm, có để dành dụm được số tiền nào chưa? Dạ thực ra thì cũng có đó. Phải có chứ, không người ta đã cả thanh xuân người ta đi chơi với gái không à, người ta cũng phải tốn nhiều tiền đi ăn uống hẹn hò, còn mình tiền nó để làm gì? Trời, thế thú thật cho chị là tiền đó năm qua em vẫn chưa làm gì hết, vẫn cứ cất đó. Là cứ cất đúng không? Rồi, nghe nè. Giờ em sao? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người chồng tương lai như thế nào? Em cũng không có yêu cầu gì mà quá. Yêu cầu bạn nam thì biết quan tâm, chăm sóc, đặc biệt là biết quan tâm đến gia đình của mình. Ngoại hình có yêu cầu gì không em? Cao hơn em một cái đầu. Rồi. Đặc biệt là không hói. À không hói, không hói. Nói thẳng nói thật đi em, cơ hội ngàn năm có một à. Em không thích người bạn trai hay
Nhậu nhè, nhậu nhạc nhiều. Không, tôi nhìn cái mặt này chắc không có nhậu đâu. Có không? Nhậu thì em biết nhậu. Nhưng mà em không quá là nhậu nhiều. Thế ví dụ như và các mối quan hệ giữa bạn bè đồng nghiệp, ví dụ như giả sử như là sinh nhật công ty, sinh nhật quý hay tháng gì đó thì có thể thì em sẽ đi. Nhưng mà giả sử như hôm nay và giả sử mà đồng nghiệp mà bảo là ê mày hôm nay mới lại lương đi nhậu thì là em không bao giờ. Và là tiệc tùng gì đó lâu lâu thì có, đúng không? Dạ. Có dịp gì thì có. Rồi, có hình không? Có hình không? Cho chị mượn xem hình của hai bạn. Đây. Kiếm ảnh đi. Đâu, anh nào? Dạ, anh này. Tại sao chọn anh đó? Thấy sáng sủa đẹp trai. Sáng sủa đẹp trai, mê trai đẹp nè. Đâu, chọn ra cổ chưa? Ai? Dạ, chắc là đây ạ. Tại sao chọn cô đó? Tại vì cũng đẹp gái cũng và em cũng có cảm giác là bạn có cảm giác. Thế có ba cô đó, cô nào cũng đẹp hết trơn mà chọn ngay cái cô đeo mắt kiến hay ha. Rồi, xin mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim. Còn gì thắc mắc nữa không mà sao nhìn hoài tấm hình đó vậy? Trời ơi, muốn tôi gả anh đó cho hả? Sao em? Em thấy anh Chúng anh em chọn không? Dạ không. Trớt quớt rồi. Hay nha. Ba cô đều đẹp, hai cô kia cũng dữ dằn lắm. Ba cô mà chọn ngay cô đeo mắt kiến là hay nha. Chắc thích đeo mắt kiến giống mình nè. Thấy sao? Em thấy anh cũng dễ thương. Không có đẹp trai bằng cái anh chọn trong hình không? Chắc thua ảnh rồi. Dạ thua. Giờ muốn anh này hay muốn cái anh trong hình để tôi đi kiếm ảnh? Em cho bạn gái em cái số điện thoại của cái anh trong hình coi. Thực ra thì đó, anh đó đó. Dạ, có người yêu chứ. Chưa có vợ. Thôi tặng quà đi, bỏ qua đi. Tao không có chọn đúng em rồi, chia buồn với em nha. Tặng em. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu câu chuyện. Cho hai bạn thời gian riêng trước để tâm sự với nhau. Chị Tường ra ngoài rình, mà thấy khó quá chị Tường vô giúp đỡ. Tường xin mời hai em thưởng thức món ăn rất ngon, rất đặc biệt của nhà hàng Angkor. Hay là trình bày không? Ăn nó ngon mà trình bày còn đẹp mắt nữa. Như vậy là làm cho mình kích thích dịch vị, ăn rất là ngon. Đây là món cá chẽm áp chảo dùng với bó xôi, xào tỏi, cà rốt baby và sốt ớt cay. Rất là hấp dẫn. Nhưng mà vừa ăn thưởng thức, vừa nói chuyện nha. Hai người chưa có tình yêu đó. Yeah, rồi đi. Mời hai bạn ngon miệng. Em ăn đi em. Mời anh ạ. Em ở phòng trọ ở bên ở trên đó là em ở với bạn của em phải không? Dạ đúng rồi, em ở với bạn. Dạ anh đang ở đâu ạ? Anh đang ở Thủ Đức, thì anh ở với hiện tại đang ở với ba mẹ và anh đang làm việc ở Thủ Đức luôn. Em có thường hay thích đi chơi ở đâu, có sở thích gì đấy? Sở thích của em là gì? Em thì em thích ở nhà nhiều hơn. Thích ở nhà nhiều hơn. Dạ. Tức là cũng thích làm những công việc nhà như nấu ăn hoặc là những cái gì đó. Nấu ăn được. Ăn cũng nấu ăn được nè. Khi nào thì có thể thì em cứ anh có thể giúp em nấu ăn được luôn. Tại vì anh ở nhà anh cũng thích làm những cái công việc nhà lắm, thường xuyên cũng giúp ba mẹ này nọ thứ. Dạ. Em ngoài đấy đó là em có thường hay đi chơi nhiều với bạn bè với lại hoặc đi chơi đâu, đi phượt hay là đi ấy không? Em thì cũng hay đi chơi với bạn thôi. Có thích đi du lịch hay là có thích đi du lịch với lại bạn bè hay là... Do tính chất công việc của em thì em khó đi du lịch lắm. Khó đi du lịch, nhưng đi gần thì chắc được. Dạ được. Đi gần chắc được đúng không? Dạ, có đúng. Thích đi chơi thể thao hay là em có thích chạy bộ hay là gì không? Em lười vận động lắm. À thế à? Không sao. Vận động thì mình thỉnh thoảng mình vận động thế thì người nó sẽ ấy hơn, nó khỏe hơn. Em về quê thường thường mấy lần, từng một năm em về mấy lần? Em quê em cũng gần á, khoảng 2 tháng, 1 tháng thì em về một lần. Đi xe hả? Đi xe... Dạ em tự đi xe máy. Tự đi xe máy về luôn, từ đây về Tiền Giang. Ồ, vậy luôn à, khỏe quá ta. Em có thích đánh cầu lông không? Anh thì anh thích đánh cầu lông. Nếu mà thường mà em muốn thì anh có thể chỉ em. Sao? Em thấy em biết đánh thôi. Ừ, không sao, biết đánh cũng được. Dạ. Tại vì anh có chơi với một mấy đứa bạn á, có cả nam lẫn nữ luôn, thì tụi nó cũng đánh cầu lông. Thì nếu mà em thích thì anh có thể là dẫn em đi chung luôn cũng được. Thì với lại thích đánh thì anh cũng sẽ thay chị thôi. Dạ. Nói chung là anh có sở trường chơi cầu lông. Nên là nếu mà em muốn thì em có thể
giúp em chơi được. Dạ. Anh thấy nữ chơi với môn thể thao đó cũng hợp. Ừ. Kế toán là hiện tại là em đang làm ở quận mấy nhỉ? Em đang làm ở em đang làm Phú Nhuận á. Ở Phú Nhuận luôn, làm ở đó luôn. Em thì ở trọ ở Bình Quế. À, trọ Bình Quế. Bình Quế, chỗ cho bán đảo Thanh Đa đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi. À, anh cũng hay chơi cầu lông gần đó đó. Chỗ cái sân cầu lông chỗ Tada là Thanh Đa gì đó anh cũng có chơi đó. Nếu như mà em ở đó được á thì cứ ra qua chơi với hội tụi anh cũng được. Ở nhà em là hiện tại là có mấy anh chị em? Em là cả, còn một đứa em trai nữa. À, còn em trai nữa. Em trai là bao nhiêu mấy tuổi rồi? Em trai em thì năm 15 tuổi rồi. Cuối tuần là em thường hay làm gì? Cũng chỉ ở nhà thôi đúng không? Cuối tuần thì em có thể đi chơi với bạn bè hoặc là nhà bà con em ở đây nè. Thì có thể qua chơi. À, được rồi. Có bà con ở đây cũng tiện, gần gũi không sao hết. Sao rồi đôi bạn trẻ? Nãy giờ có hẹn hò nhau được buổi nào chưa? Set up được buổi hẹn nào chưa? Cũng chỉ nói chuyện thông tin rồi sở thích rồi. Cũng vậy mà ế đó, phải tấn công mạnh lên. Rồi hẹn nhau dạ. Sao em muốn hẹn ở đâu? Lúc nãy định nói nhưng mà xong cái chị Cát Tường vô là thôi đừng có xạo, đừng có đổ thừa. Lẹ lên nha không? Mà bữa nay đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ em ạ. Vậy thì mời mẹ vô giao lưu thử coi có mẹ có ý kiến gì không nha. Em nay đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp và sếp. Rồi dạ cho mời gia đình người thân của hai bên họ nhà trai nhà gái vô trong này luôn ạ. Dạ con chào cô. Chào chị. Trời ơi cô trẻ quá. Chắc kêu bằng bình thường là kêu bằng chị thôi đó. Dạ hồi nãy giờ chị ngồi ngoài rồi nghe hai cháu tâm sự vậy đó là chị có cảm nghĩ suy nghĩ như thế nào? Chung là tôi thấy là các cháu thì nhìn hai đứa là cũng đẹp đôi. Dạ. Chứ thế là cháu gái này dễ thương. Dạ. Chung cũng hiền lành. Hải thì ở nhà thì từ bé lớn thì Hải cũng rất là hiền lành, chăm học, ít nhậu nhẹt, không hay nhậu nhẹt. Yeah. Mà có nhậu nhẹt gì thì chỉ không biết chừng mực. Nhưng mà cái vụ mà hồi đó giờ chưa có dắt cô nào về giới thiệu nhà rồi, cảm giác chị sao? Chị có nôn nao gì không? Nóng ruột lắm, từ trước giờ nóng ruột lắm, mình cũng cứ hay nhắc nhở nó, tính nó nhút nhát. Chưa có đưa bạn gái nào về cả. Đó, đợt này nha, nhanh đánh răng rút gọn giùm nghe. Dạ, dạ, rồi. Thế còn em, hôm nay nãy giờ theo dõi câu chuyện của hai bạn này thì mình thấy sao nè? Dạ, em là đồng nghiệp của Kiều Oanh. Nãy em cũng vừa xem qua cuộc nói chuyện của hai bạn á. Thì em thấy anh bên này thì cũng rất là hiền, cũng dễ thương. Dạ, thì em thấy hai bạn cũng rất là hợp với nhau á. Nhưng mà em có lo lắng gì về cái chuyện hai người này đều chưa có ai có mối tình nào hết, rồi sợ người ta không có cái kinh nghiệm để mà dìu dắt nhau trong tình yêu không? Dạ nói chung là ở trong công ty thì mấy chị cũng đã truyền kinh nghiệm cho anh cũng rất là nhiều. Xé sắt cho trời rồi ha, không biết có truyền chăn cuối không ạ? Dạ. Em cũng dạ. Gắng truyền thêm nhiều nha. Dạ. Mấy chị trong công ty cũng sẽ truyền cho em nhiều kinh nghiệm hơn nữa để em có thể là tiến tới được hôn nhân. Rồi. Nói chung là ai cũng ủng hộ cho cặp đôi này. À, còn cái chuyện mà thật sự luôn, cả hai mình trong trắng trinh nguyên như nhau là mình cùng tìm hiểu nhau có nhiều cái thú vị và hấp dẫn lắm. Nha, dạ, cảm ơn cô và hy vọng cảm ơn chị. Rồi bây giờ nè, chơi trò chơi chút cho nó vui coi. Rồi mỗi người bóc lá ưu tiên bạn nữ trước. Hai bạn nắm tay rồi nhìn nhau trong một phút để cảm nhận. Câu hỏi này trúng luôn đó. Rồi. Quay ô cửa đi. Rồi em đứng lên đi cưng. Sẵn mình đo, mình dòm cho ở dưới nhìn luôn coi có hợp, hợp không. Rồi nắm tay, xoay vô nhìn nhau. Xin nắm tay bạn gái. Rồi hai đứa nhìn nhau 30 giây. Xứng đôi lắm đó. Anh cảm thấy em rất là xinh, rất là đẹp. Thì thực sự thì ngay từ lúc đầu gặp mặt thì anh cũng có cái cảm giác, cảm xúc với em rồi. Thì nếu mà được cơ hội thì có, thì anh mong em là chúng ta sẽ có cái cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, để mà có thể hiểu được nhau hơn. Thì đó là những lời mà anh muốn nói. Em cũng thấy anh rất là thật thà, chân thật. Có cơ hội thì chúng ta cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nha. Quá dễ thương. Rồi về chỗ đi hai đứa. Được đó, thật sự là chị thấy là hợp lý, cũng nhẹ nhàng, có tiến bộ. Mới kêu cái là giờ cũng nói được chuyện rồi. Rút đi cưng. Nếu cô gái vì yêu mà bấm nút thì anh có vì cô ấy nhảy xuống sông nếu cô ấy yêu cầu không? Tẩm nữa. Thì trời sao? Ơi. Thử thách ăn gì?
Có này bình thường ấy, nhảy xuống sông dĩ nhiên rồi. Biết bơi không? Dạ biết. Biết bơi, em biết bơi mà. Sông Sài Gòn nhảy xuống chết đó cha. À, sông nhỏ nhỏ ở dưới quê con mương con rạch thì nhảy xuống được chứ. Sông Sài Gòn á hả? Không sao đâu, dưới Tiền Giang có nhiều cái con rạch với con lương rồi nhỏ 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 này nè. À, hồi chèo... đi mùa hè xanh em bơi nhiều lắm. Vậy hả? Dạ. Bơi được không? Bơi dạ, được. Bơi được chứ. Em thường hay nhảy xuống sông với mương ngay trước cửa nhà tắm bình thường ạ. À? Vậy hả? Cái sông nó cách bề ngang ba lớn. Dạ em chắc cũng chẳng không, nó chỉ con rạch thôi nhưng mà nó nước nó cũng sâu ở ngay ở giữa. Nhưng mà nói chung em bơi qua thì vẫn bơi được bình thường. Xin lỗi em nha, thử thách của em bỏ túi. Trời. Nhưng mà kêu nhảy xuống sông là nhảy luôn hả? Được, có gì đâu, bình thường em thấy được. Người kêu nhảy lầu nhảy không? Kêu nhảy lầu nhảy không? Nhảy lầu thì không để sẽ không. Chắc nhỏ đó điên rồi, nó muốn em chết chứ nó không muốn yêu em. Nhảy xong thử thách. Thật ra thử thách cho vui thôi. Chứ còn không có nguy hiểm người ta mới dám thử thách đúng không cưng? Lẽ ông bồ không biết bơi kêu nhảy xuống kệ xuống ao làm như muốn cướp tài sản hay gì vậy đó. Thiệt tình đừng có dại dột nha. Yêu mà hướng đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống, không có yêu mù quáng nha. Rồi thôi bây giờ hãy nói điều mình muốn nói nhất trong lời phút này. Cảm giác đầu tiên em thấy bạn nữ rất là xinh, rất là có duyên. Em cảm thấy là bạn là một người biết quan tâm, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Sau này rất là biết quan tâm, biết chia sẻ, biết yêu thương chăm sóc người bạn trai của mình. Và biết quan tâm đến gia đình. Em rất là mong muốn được hẹn muốn được gặp bạn, muốn được làm quen, muốn được là thích không? Dạ thích. Trời ơi, nó dài dễ sợ. Hết. Rồi, còn em, cảm nhận của em trong cái buổi gặp mặt ngày hôm nay thế nào? Em thấy anh cũng thật thà. Cảm xúc của em sao? Có thích không? Có cái rung động nào chưa? Dạ hiện tại thì chưa, nhưng mà có thể cho nhau cơ hội được rồi. Chưa nhưng mà mọi thứ là đang tốt theo cái hướng tốt đúng không? Dạ. Tại thấy mặt em buồn quá, chị sợ em không thích hay sao á. Cười tươi lên coi nè. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Có thể đây là cái người mình tìm kiếm mà để mà hướng tới cái tương lai hay không. Nếu cảm thấy có hy vọng thì cho nhau một cái cơ hội. Cảm thấy là không có cảm xúc gì hết thì mình có quyền bỏ tay ra sau ba nút đếm của chị Tường nha. Rồi nhắm mắt lại đi hai em. 1 2 3. Hết thời gian rồi, nó nhấn không mạnh nổi, nhấn mạnh vào coi. Gì mà nhịp hoài à. Rồi cậu này tôi mới đếm 2 mà nhấn là phạm quy nha. Dạ. Tưởng từ 1 đến 3. À tưởng từ 1 đến 3 hấp tấp quá phải không? Thôi kệ, nghe lời chị Tường vậy là tốt. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Đây, tặng bạn một món quà của chương trình để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tặng em một món quà, đây là những chiếc vé xem phim. À, một lát nữa có cơ hội rồi đó. Em ơi, vé chương trình tặng không lẽ bỏ phí, đi coi, nghe không? Còn những lần sau, cơ hội tự tạo. Dạ vâng. Cố gắng. Cảm giác trước khi ghi hình thì khá là hồi hộp, cũng khá là run. Nói chung là từ trước đến giờ là lần đầu tiên là lên hình. Khi mà gặp được người bạn gái của mình thì cảm thấy thì không còn ấy nữa, cũng khá là bây giờ cũng không còn run nữa, mà bây giờ thì cũng tự tin hơn nhiều rồi, không có như trước nữa. Trước khi ghi hình thì em thấy là rất hồi hộp, nhưng mà khi vô đây rồi thì mọi việc rất là bình thường. Trong thời gian ngắn thì em vẫn chưa có cảm xúc gì nhiều đã, để xem thời gian như thế nào. Thực tế thì đúng là mình cần phải có nhiều thời gian hơn để mình tìm hiểu nhau hơn, cho nên là mình quyết định là mình bấm nút để mình tìm hiểu về người bạn gái của mình nhiều hơn nữa thông qua các cái cuộc gặp mặt, các cuộc nói chuyện, thì hy vọng là sẽ hiểu được cái tâm tư, tình cảm, cảm xúc của người bạn đối diện của mình. Quý vị, đó là những cảm xúc rất là dễ thương, rất là đáng yêu và những cái tín hiệu rất tốt ngay trên sân khấu của chương trình. Và hy vọng rằng với những cái bước đầu tốt đẹp như vậy, họ sẽ có một cái cuộc tình rất đẹp dành cho nhau trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi quý vị.